VIP, dẫn đầu xu thế thẻ. Mở 1664 Plan, vui Tết bất ngờ. Cùng Mobifone nâng tầm cuộc sống. Má kìa. Anh nghe định mặc màu đen với tôi. Vừa nói xong nè. Nhưng mà chương trình không cho, chứng tỏ chương trình cố tình cắt rẻ chúng tôi. Người ta màu xanh giống con cá ngựa đó. Hả? Cá ngựa màu xanh kìa. Ủa? Đại thuyền kiểu gì vậy? Đấy, còn nhớ lại bạn đó đấy. Rồi, đợi vô hỏi cho ra lẻ. Nhất quyết là không liên quan được. Nhất quyết là em không chụp cho chứ thấy con tối. Nhưng mà thấy con tối thấy con chụp với người khác trước à. Chị thấy em chụp với con Kỳ Lân và Thái Ngân thì chụp với Hippo rồi. Hai đứa. Còn em nãy giờ chụp với ai đó? Hippo thấy hết rồi nè, nó mới chụp với lại cá ngựa. Chụp trên thảm đỏ. Tôi biết này không chỉ có riêng Hoàng Minzy mà này nó có Phượng Vũ. Ráng nha, ráng đi nha. Thấy không, đi giày 21 phân vào cao bằng nhau thì mới biết rằng là chiều cao của chị. May quá, may quá. Thắng. Đang thắng. Mất cũng đỡ mất công chứ đúng không? Hello. Xong xuôi chưa? Xong rồi, ready rồi. Lồng lộn quá, leo lên kia chơi kìa. Lồng lộn quá. Được không? Leo lên đó được không? Vậy làm khó em quá. Chụp hình cho đẹp. Phòng tụi em đây nè. Sao ngoài trời tối thui vậy? Trong xe. Tự nhiên thấy mấy qua cái bé cười dữ bé. Bé giả lạ ghê. Bé giả lạ quá, bé thở mai quá. Bé sống tệ quá, ba bé nhà kia. Không cho nhỏ nói. Cúp rồi. Vậy là mọi người hiểu cái gấp mờ lơi ăn rồi đó. Ừ, không cho nhỏ trả lời. Chê rồi. Không dám bò lạo chứ thấy không? Không, ví dụ hôm nay đứa lên xe khó. Giống như là cái dễ còn mấy cuối cùng mà lơi chơi cho vui vậy đó. Sao tự nhiên mấy tiếng đồng hồ mà lựa lên mà té ngay cái này nè. Cái này nè. Té là cười. Hai phải hai hành động, hai đau đớn tao mới cười. Sướng mà tôi dạy cao 2 tấc. Di chuyển chật vật. Còn kịp. Thở me dẫn Hoàng Mỹ An đi. Cảm giác vượt chướng ngại vật như thế nào? Trời ơi, nó mát dễ sợ. Thấy vui dễ sợ. Bởi vì lần trước rồi mình không phải đội cái đầu nóng nữa. Không phải mặc một đầu to nữa. Nó sướng dễ sợ. Nhưng mặc đôi giày này mà đi đoạn đường xa vậy có mệt không? Nóng thôi không phải. Mình còn hát chương trình trà mà. Ok. Anh vẫn tuân thủ đeo thẻ đàng hoàng. Chị sợ không được vô. Để coi, sứa chuẩn bị đi. Mình không có ai. Anh nhìn đây.
nhìn đôi chân cướp được. Tôi biết này không chỉ có Diêu Hòa Minzy mà này nó có Phượng Vũ. Ráng nha, ráng đi nha. Thấy không, đi giày 21 phân vào cao bằng nhau thì phải biết rằng là chiều cao của chị. May quá, may quá. Thắng. Đang thắng. Mất cũng đỡ mất công chứ đúng không? Xếp hàng 1 ngày ngắn. Sao mà mỗi người khác màu vậy? Anh nghĩ định mặc màu đen với tôi. Vừa nói xong nè. Nhưng mà chương trình không cho, chứng tỏ chương trình cố tình cắt rẽ chúng tôi. Người ta màu xanh giống con cá ngựa đó. Hả? Cá ngựa màu xanh kìa. Ủa? Đại thuyền kiểu gì vậy? Đấy, hình với lại bạn đó đấy. Rồi. Đợi vô hỏi cho ra lẻ. Đấy rồi đấy. Đi đâu vậy? Cô Happy trả thù bằng cách chụp hình với cá ngựa cam. Ủa quá trời, sao cá ngựa bạn mình không chụp mà mình chụp với người khác? Đây giùm em không mưa. Đợi nãy giờ ngoài kia kìa. Đâu? Đợi nãy giờ chưa vô luôn đó. Vẫn là không liên quan nha, nhất quyết không liên quan. Nhất quyết là không liên quan được. Nhất quyết là em không chụp cho chị thấy con tối, nhưng mà thấy con tối thấy con chụp với người khác trước à. Chị thấy em chụp với con Kỳ Lân và Thái Ngân thì chụp với Hippo rồi. Hai đứa. Em nãy giờ chị chụp với ai? Hippo thấy hết rồi nè, nó mới chụp với đàn cá ngựa. Chụp trên thảm đỏ. À vậy hả? Chụp với ai nha? Ờ nhưng mà người ta chụp xong rồi. Người ta chỉ chờ để chụp với không. Người ta định đi ra. Em quên mất mọi người ơi, đi thảm đỏ mà em chụp với Thái Ngân là em đang giày thấp hơn. Em quên mất, xin lỗi Thái Ngân. Nó cao đâu. Đâu, người ta cố tình ra chụp với đại con Kỳ Lân đó. Thật sự là không liên quan được nha. Chúng ta đi vào trong để chuẩn bị tham gia cùng với nhau. The Mask Singer Việt Nam All Star Concert sẽ bắt đầu trong mấy phút nữa. Xin lỗi quý vị khán giả di chuyển vào trong. Đi ra đường này hãy để đi quên. Dạ. Ai cũng khen chỉ có bạn cá ngựa của mình thì không. Đúng rồi đó, thấy đi với ai cũng khen người ta đẹp, có con cá ngựa này là không chịu thôi. Là còng bu. Cả mọi người đều có giải, không ai có giải cả. Ai có giải nhất? Rất nhanh nhất là cá ngựa đô. Cái nhanh gì đến Việt Nam. Cái ngựa còn lại đâu?
cái buồn là mọi người chờ cái ngồi trên thảm đỏ để chụp hình với cái ngồi đầu tiên, nhưng không, tuyệt vời, buồn. Trời xuân, nay xuân về chung đón người Việt Nam chúng tôi. Giờ này vẫn chưa trả lời mọi người ạ, có tin được không? Cái ngựa xanh ơi, hồi chiều giờ có người nhớ em, trách em, sao em đến trễ mà không chụp hình chung với người ta. Ai vậy, làm gì có, em làm gì tệ vậy? Kế bên em nè. Đâu, hồi nãy em tới đúng giờ luôn chụp hình. À, đúng giờ. Như vậy là tới đúng giờ mà không chụp hình với mình, đau quá mọi người. Đúng rồi, em chụp với lại Hà Mã trước.